Các bạn đang theo dõi một bộ phim kinh dị siêu ngắn được thực hiện bởi Cốm Channel. Có thể dã man. Các bạn đã biết ăn con gì không? Con nhái bén hay còn gọi là con ngoé. Rất có thể nó sẽ ăn con nữa. Hơi chán này. Chán rồi. Con này là kỳ đào hoa. Tên tiếng Anh của nó là Asian Water Monitor. Dịch ra là kỳ đà nước châu Á. Con này thì sinh sống ở khu vực Đông Nam Á. Ở Việt Nam này, Thái Lan rất là nhiều. Bên Thái Lan thì nó cũng có một ngành công nghiệp nuôi lai giống bò sát. Mà con này thì nó là xuất xứ từ Thái Lan. Con này thì đã trong giai đoạn trưởng thành. Nó dài tầm 1 mét. Thức ăn của loài này là con này thì ăn tạp. Mình thường cho nó ăn chuột, nhái. Nó có thể ăn được cả cổ gà này, gà con. Nhìn thì có vẻ như là rất là tham ăn vì nó béo mầm này, như quả bí này. Nhưng mà nuôi con này thì cũng không tốn lắm đâu. Một tuần cũng chỉ ăn một hai lần thôi. Đây là động vật săn mồi. Hàm của nó thì là thuộc loại cắn. Cắn còn nuốt. Nó cũng không bao giờ nó nhai. Như vừa rồi ấy thì con này nó cũng đang no, cho nên là nó nhìn nó ngứa mắt thì nó cũng đớp thôi. Nó không có ý định là ăn. Kiểu lại kết bạn với mấy con nhái rồi. Kiểu như nhái ơi, chỗ này chật quá để tao gấp mày ra đây nhớ. Kiểu đấy. Đớp một vài lần một trơn nữa. Kỳ đào hoa thì có hai màu chủ đạo. Một loại thì là màu chủ đạo nó màu đen. Nghĩa là những cái phần đen này nó rất là nhiều. Nó chỉ điểm lấm tấm những cái bông hoa nhỏ nhỏ này thôi. Còn con này là màu chủ đạo, nó là màu vàng. Đấy, các bạn nhìn cổ nó này, đuôi nó này. Rất là nhiều màu vàng đúng không? Khi mà còn nhỏ ấy là những cái chấm đen này, nó là những cái chấm liền và đậm. Khi lớn lên nó sẽ vỡ ra. Mà nó những cái màu vàng này nó lấn át màu đen. Con mà các bạn đang xem nó là một con rất là đẹp nhé. Con này thì bây giờ đang buồn ngủ cho nên là nó điên điên này. Không được ngoan cho lắm, nó đang tìm chỗ đi ngủ. Các bạn.
Đúng rồi, giết đi em. Tàn sát đi. Về cơ bản thì đây là một loài động vật máu lạnh, hung dữ và khó thuần. Tuy nhiên khi đã nắm vững các kiến thức thì các bạn khả năng thuật của nó lên lên đến mấy chục phần trăm là khá cao. Con này là một con đã hóa rồi. Con này thì đã thuần đẹp đẹp rồi, không phải lo. Đầu nó giống giống cái đầu gà không? Cho nó phải lắp con này cho nó choáng váng đi một tí nha, không đỡ trơn. Ăn tiếp đi em. Hôm nay có vẻ nhu mì quá. Hôm qua vừa mới chơi hai con bạch rồi, thành ra là bạn cũng không hứng thú nữa. Rồi, làm cận cảnh nó một tí nào. Đến đây em ơi. Tạm thời mình sẽ cho nó lên lên đùi nhá. Các bạn đừng để ý lông chân nhá. Lại nó ngó mình kiểu tao bò đi này, mày có định giữ tao lại không? Đi đi, đi tiếp đi. Ngắm nghía qua một lượt từ đầu xuống đít.